Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý 19 nhanh anh em. Let's go. Huyền thoại Đam Ken thì chắc chắn sẽ có nhà tài phiệt. Ui, lại là Kim Long lấp lánh rồi. Thôi, quyền trượng giả Kim luôn. Ok, tại vì cái trang bị này thực sự là nó rất là lỗi. Nó lại còn cho chúng ta thêm kiểu vàng và sức mạnh huyết thuật. Gì đây? Vãi nồi 2.1 qua week 2 à? Ảo ma thế. Ở cái tập đoàn Glass này thì anh em mình sẽ kiểu lắp đồ và nhận được 3 tiền ấy. Nhưng mà thực sự mà nói những cái trang bị mà mình đang có kiểu không lắp được cái gì luôn. Huyết kiếm mà. Huyết kiếm thì nó hơi bị gò bó về late game. Tận dụng một cái BF, một cái đai máu trước đi. Là ai? Đó chính là bánh Chunin. Ui, đội hình tuy không có nhiều hệ nhưng cũng đã lên level 4 và lắp luôn một cái giáp lửa rồi. Khét đây. Với cái quên giải thích cho anh em là cái trang bị quyền trượng giả kim thì mình sẽ nói qua. Thì khi chúng ta tích trữ được một tiền thì nó sẽ cộng ngay vào sức mạnh kỹ thuật, và vị tướng nào cầm cái quyền trượng giả kim thì nó sẽ kiểu có 40% tỷ lệ kết liễu mà rớt ra 2 tiền, cực kỳ ngon phải không nào. Mà cũng hiếm khi là mình là săn mãi mấy cái lõi kim long này mãi mới được anh em ạ. Cho nên trận này mình sẽ chơi tập trung Axan, Lissandra, Echo. Echo vào đây để có thể lấy 2 Zaun này. Hóa kỹ bất ổn à? Hóa kỹ bất ổn này khi nào mà nó kiểu nổ sớm mà anh em mình cũng nhận được tiền không nhở? Tại vì đấy là cũng sát thương của Warwick mà ta. Theo anh em mình có ổn không? Nó hơi bị tấu hài một chút. Cho nên là thôi. Sợ nổ không ra tiền thì anh em mình lỗ mất. Ân huệ cuối cùng. À, ông này chắc đang kiểu tìm mấy cái lõi mà thập tử nhất sinh này. Động lực cuối cùng ấy. Bạn này thì chơi Piltover. Gần những cái lõi đấy là đúng rồi. Warwick của chúng ta không có một đồng bạc nào rơi à? Nào, thể hiện cái độ lỗi cho mọi người xem đi nào Warwick ơi. 2 tiền đi mà không được luôn nữa. Warwick này nó cái S mạng phèn quá. Jayce, Kalista. Kalista này thì khả năng là nó kết liễu có vẻ ngon hơn đấy anh em nhỏ. 4 thách đấu. Đợi. Cái này thì đổi luôn đồ đi anh em ơi. Còn gì nữa đâu mà không đổi. Thằng cha Warwick này phế quá. Để cho con em Kalista. Không, con này thì nó nói là đàn chị 3 tiền mà. Chất hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minh ra. Nhà này thì cũng chơi cái gì đây? Chúc phúc của bột Axan hay là Warwick? Mình nghĩ sẽ là bài đầu Axan thôi. Warwick kéo đẹp tạm ấy. Nào Kalista ơi, đứng là mình thích giống nha. Không có rồi. Ít ra phải 2 tiền đi. Rút. Rút. Không có tiền rồi. Ủa, bị lỗi không vậy? 40% chứ không hẳn là ít ỏi đâu nha. Tụi bay làm ăn như nào? Tao bán tụi bay hết đó nha. Chợ nào? Với cái lượng máu như này thì chắc là không thể nào mà lấy được cái gậy rồi. Khó. À quên, có một cái thông báo nhỏ với anh em là mình sẽ livestream tại kênh phụ của mình mỗi ngày. Anh em kiểu muốn chơi cùng với mình hoặc là muốn xem mình livestream thì có thể ghé thăm kênh phụ nha. Link kênh phụ thì mình sẽ để ngay bên dưới. Mình sẽ livestream vào 8 giờ tối mỗi ngày. Rất mong anh em qua ủng hộ. BF thì hơi dư rồi. Làm nhẹ một cái giáp máu ở nhà đây. Tự dưng là màn hình đen thui là tôi thấy không hơi bị mờ ám. Rồi, 3 tìm. Vì à? Có nên đầu tư một cái cú úp cấp không nhỉ? Ba nhà căn trường Warwick 2 này thực sự là hơi biến thái. Thôi thì chúng ta cứ cố gắng cắn răng chịu đựng đi.
Chút nữa rồi chúng anh em mình tích tiền lại. À không, chút nữa anh em mình comeback đánh lại. Nhưng bây giờ tích tiền đang rất là chuẩn rồi. Nhà tay phiệt 30 tiền. Có cho mình được ở đội hình Freljord làm luôn cái quyền năng khổng lồ à? Liệu rằng quyền năng khổng lồ này sẽ cho vị tướng nào? 2 tiền đầu tiên từ quyền trợ giả kim. Một like cho Kalista rồi anh em. Và rút thứ hai không có rồi. Và rút thứ ba không có luôn. Và rút thứ tư. Nice. Yamate. Kudasai. Sugoi. Cũng là 100 máu bố sói 89. Irelia 2 này. Ồ, được. Bố sói à? Ui ôi ôi. Bố sói mạnh quá. Như này thì có vẻ là kéo căng rồi. Với cả là anh em comment cho mình cái vị tướng nào mà cầm cái quyền trợ giả kim này ngon nhất đi, để hôm sau mình còn test lại. Tôi là tôi đánh giá con Lux là ngon, cũng ngon này, Kalista cũng giòn này. Kai'Sa à? Kai'Sa cũng chưa test nhiều lắm. Ui gặp luôn bố sói rồi. Kalista 2, Warwick 2. Những Irelia của chúng ta thì trâu không kém. Làm gì đấy đi. Alo. Mạng của tôi. Hay nè. Ui, chuyển hóa Ire của team mình thành team địch luôn à? Máu thanh đỏ luôn. Warwick của team mình cũng thành team địch luôn. Ui, hay. Kiểu hai team đánh nhau rồi, tự dưng thanh máu nhà mình ấy bảo đỏ hết. Cứ tưởng team mình là nó đi hết rồi. Thôi cần thêm những cái pha mà bị lag như thế này nữa. Dạo này mưa gió chập chờn quá. Mấy anh thợ mạng, mấy anh mạng bốn chữ tha cho em cái. Em còn làm nhiều về những cái content của các bạn hơn. Đây, mày nói. Mình sẽ chèn ngay cái ý tưởng của bạn Phúc Du Côn 55. Thách anh Cường làm được hai Heimerdinger 3 sao nè. Ok. Thử thách đúng không? Thử thách là phải làm. Đấy. Nhiều anh em cũng đặt ra cho mình những cái thử thách rất bá. Nhưng anh em cứ yên tâm, mình cần thời gian. Mình cần những cái mà kiểu trận đấu săn những quả lõi chuẩn chỉ một chút để có thể làm cho anh em những trận đấu mãn nhãn nhất. Rồi, bây giờ thì đặt nhẹ một cái vấn đề này. Heimerdinger 2 con 3 thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải có là bắt buộc nhá. Điều này là điều bắt buộc. Trước đây thì chúng ta có một cái lõi là cặp đôi hàn cảnh. À không, không hẳn là cặp đôi hàn cảnh. Cái gì nhỉ? Song sinh ma quái thì lúc đấy thì chúng ta mới có thể là làm được kiểu hai vị tướng nhiều nhất máu. Thường thường thì những cái vị tướng 5 tiền thì nó nhiều máu nhất rồi. Thì phải có cái lõi đấy thì chúng ta mới làm được. Nhưng ở mùa 9 lần này thì không còn cái lõi đấy rồi. Nhưng mà có một cái trang bị, đó chính là găng lừa gạt. Đấy, cái trang bị này thì cũng sẽ sao chép một cái bản sao. Nó cũng gần giống như cặp đôi hoàn cảnh thôi. Nó không lắp được đồ. Nhưng mà tuy là máu nó ít hơn, với cả năng lượng ít hơn. Trận này để xem là nhân phẩm của mình như thế nào. Cố gắng săn cái gương lửa gạt cái đấy. À, gương lửa gạt à. Mới là hai mơ. Ba sao thì nó có thành hai ụa súng không nhỉ? Chắc là không đâu. Nghỉ đây phân nhánh được đã phát triển, ngân sách cân bằng. Ô, mua sắm bình dân đi. Tại vì mình cũng cần có một con Hammer sớm để có thể là tìm kiếm ấy. À quên, ở cái này thì cái vùng đất của Rai đúng không? Vùng đất này anh em chơi Rai nhiều lắm này. Có gì anh em mình sẽ đép bằng Rai luôn. Một nhà thì đã có cá sấu 3 rồi. Rất ghê. Thách đấu Pistover. Ân huệ cuối cùng thì vừa mới win được. Mọi người đánh rất là tập trung. Mà con Rai ở cái vùng đất Zaun này nó rất là hay nhá anh em nhá. Kiểu kỹ năng của nó mà anh em mình tích càng nhiều tiền thì sẽ càng nhiều sát thương. Kiểu có thêm những cái cú mà skill lên á. Mạnh lắm. Pistover nhưng chưa có vi. Pistover
Nhà này kiểu eco tiền đi mà. Đúng không? Eco tiền đúng không? Tôi biết hết. Tôi còn chả lạ gì nữa. Chưa đi à? Ừ, chưa đi. Chưa đi là New York, New York City. Kéo ở New York City ấy anh em ạ. May là trận này chúng ta có chuỗi thắng đẹp này. Ân huệ cuối cùng thì cũng vừa bị đấm. Zenit Aksa Vukot. Hay giời ơi. 36 thì mình có thể lên level 7. Cũng khoai đấy. Anh mình lên level 7 không? Kiểu nhiều khi là 1% ấy, nó cũng giúp cho anh em mình là có được cái tỷ lệ mà xuất hiện những cái con 5 tiền á. Thôi, tuy là qua Quốc Châu nhưng hỏi kia bất ổn thì hầu hết anh em là lắp cho những cái tường tanker cơ. Dăm ba cá sấu ba anh mình lột ra nó luôn. Xem đây. Ui. Ui 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 ui. Gì vậy? Bậy nhắc san ơi. Rút. Chết rồi. Kalista của chúng ta bị hất tung và ném đá rồi. COG. COG à? Đợt trước là có con rồng Ngọc Long ở COU. Mày đọc, mày không biết đặt tên có ý nghĩa là gì nữa. Lão ngũ. Bờ cờ sờ à? Bờ cờ sờ là cái gì? Bờ cờ sờ này nó rất là nhiều nghĩa nha anh em ơi. Bằng cassette à? Ừ. Nghĩa gì nữa? Bao. Bao gì nhỉ? Bao có sâu à? Mình sẽ lấy BF đi. Nước mắt thì cũng không cần lắm. À, ba con sâu. Jerry này. Zaun trận này khá là độ đấy. Kiểu Warwick các kiểu ra liên tục tỷ. Hay là chúng ta tìm thêm mấy cái con nào đó nó chất lượng tí nhỉ. Dũng sĩ 60 tiền này, 64. Cái cột mốc tối ưu nhất vẫn là 60 tiền nha anh em nhé. Chứ trên 60 thì chúng ta cũng không được cộng thêm bonus sức mạnh thuật nữa. Rút 2 tiền. Qua wow, nhìn dậy trâu chứ. Ô xong rút. Ồ sao bé không rút? Đúng rồi bé rút đi. Bé Kalista rút đi bé ơi. Đúng rồi cứ rút cho anh. Anh Warwick lo được. Rút tiếp. Đúng rồi. Ok. Như máy vào vàng luôn. Cỗ máy in vàng của chúng ta. Tiếp tục lại là Jerry và Nasus luôn. Nhưng mà Jerry này thì cũng có một cái kỹ năng nội tại là kết liễu kẻ địch dưới 10% máu. Nhìn qua thì cũng ngon đó. Cơ mà Kalista bây giờ đang có thách đấu dũng sĩ và mọi thứ diễn ra rất là ổn định. Mình không muốn là kiểu đổi vội đâu. Ôi lại cả bản sao à. Mỗi giờ lại cả bản sao. Ờ chân cũng thay Nasus rồi ta. Thôi kệ. Quên á. Warwick này thì mới vào đã bị găm giáo rồi. Thế này thì cũng đi luôn ông giáo à. Toang rồi ông giáo ạ. À. Rút. Swim 2 sao rất trâu. Cảm ơn Warwick với khả năng hồi phục và vút rồng giáp máu. Úi trời ơi. Thanh niên này thì thứ nào chịu nổi nữa. Thứ nào chịu nổi. Phải nổi Bel Vét. Bel Vét quyền trụ giả kim. Liệu là có ổn không? Ahri trận này là kiểu cũng ok đấy chứ. Ahri Ionia này cho nên là nãy mình cũng xem này.
Kèo căng, kèo căng. Cái cung, nước mắt, sen à. Có nên liều tí roll không nhỉ? Anh mình đang roll tỷ lệ level 8 đấy. Đây. Sen vào thì chúng ta sẽ có bio Ionia. Nhưng nhận thấy là cũng ít sát thương phết. Làm nhẹ một cái diệt ông nhỉ. Lưỡi kiếm thì tôi thấy không không ấy lắm, vô cực đi. Mà để xem nào. Xem cái lobby đánh cái gì nữa. Ui dồi ôi. Nhà này ghê thế. Xem bé vét nào. Bé vét của chúng ta. Con trùm trong cái bộ tộc hư không. Có làm được không? Có thêm kêu mấy thằng em đánh nhẹ nhẹ chút được không nhỉ? Ui ui ui. Hay chưa? Warwick nếu nổ lại còn gây sát thương nhiều nhất à? Được. Gì đây? AP 2 cùng đao bắn ghê đấy, 81 stack luôn kìa. Chói. Tiền tiền huyễn thách đấu và lò rèn thần thoại. Hóc môn hưng phấn. Đây rồi. Cuối cùng thì anh em mình đã có được cái găng lửa gạt được các bạn ơi. À, may thực sự luôn. Ari luôn này. Rai à. Ui, what the fuck. Éo gì đấy. Level 8, Rune 2 phát. Rai kiểu tự tìm mà đến luôn ạ. Trận này thì mình sẽ chơi thử là hai con Rai xem sao. Eo ơi, thề. Rune hên dã man. Đùa rồi, đùa rồi. Liệu đây có phải là The Dream không? Trong mơ không vậy? Hai con Rai thì kỹ năng kiểu hai lần luôn à. Ôi phê đấy. Cổng sao 50 tiền gấp đôi số cổng dịch chuyển. Trội thêm một cổng dịch chuyển với mỗi 15 tiền phụ trội. 25 vàng cộng một cổng dịch chuyển. Mà cái này thì anh em mình tích cầu 200 tiền xem. Gọi một đống cổng dịch chuyển. Chưa kể là chúng ta còn sử dụng hai con Rai này nữa cơ. Phê thế. Lần đầu tiên có một cái game đấu mà nó lại trùng hợp như thế này. Và đương nhiên là mình sẽ phải chuyển trang bị sang cho Rai thôi. Nó quá OP rồi. Làm tí băng cuốc. Prelot. Nasus. Đây, Lissandra. Này thì có 3 hiệu triệu nhân à. Chúng ta cần thêm một con hiệu triệu nhân nữa. Kama à. Kama thầy vào xét không? Đợi chút nào. Rai này. Mình đang phân vân không biết là lắp cái gì cho nó. Soji không? Soji anh em. Skill cho nó nhiều. Úi dồi ôi nó đã. Mà hai con này hình như nó tranh nhau rồi. Một con thì gây 5.000, một con thì gây 7.000. À, nhà này cũng chơi Rai rồi. Kèo căng thế. Rai tự tìm đến mình chứ mình không phải tìm đến Rai nữa. Các nhà khác chắc là đang bất ngờ khi mà mình đang sử dụng 6 con Rai. Nhưng để yếu một chút thì mình lại đang có một cái gương lừa gạt. Để lừa mà. Càng lý ra cái gương lừa gạt này thì anh em mình phải red game cho một cái cơ chế là che đồ đi đúng không? Lừa gạt rồi mà lại nhìn thấy đồ thì ai biết là con nào thật con nào giả đúng không? Đợi cái găng đấu bao tay đạo tặc cũng được. Surima. Ok, vậy là mình đã có được 4 hiệu triệu nhân. Game này sẽ là một game đấu thú vị đây. Kỹ năng của Rai thì còn có thêm cả những cái ứng cao xe nữa. Mình kẹp thêm 3 Vraylord này vào đây thì trời ơi. Nó kiểu vừa 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 làm cả cả năng lượng nữa cơ. Rất là thú vị.
Ai? Ân huệ cuối cùng, nhà này 27 stack của Pithover. Nhưng không có thành vấn đề đâu. Anh em xem này. Ui nó đau, nó đau, nó đớn. Đau đớn con tim chưa? Ui giời ơi, cứ tầm khoảng 7 đến 10 giây là xong một combat. Lượng tiền của mình thì lại gia tăng rất nhanh khi mà lại đang có 91 vàng. Eo ơi. Giờ là phải cố gắng tìm những con Heimerdinger nè. Heimerdinger là xịn này anh em nè. Trời ơi, có luôn, có luôn. 80 tiền để có thể lên level 9. Mà sao mình hơi vội nhờ, quên mất nhờ. Ủa, lại sai tiếng. Nhiều khi có những cái pha xử lý mà không không chấp nhận được mình luôn ấy. Má đã cho được con Hammer vào đầu ta. Xong rồi. Lỗ đi bao nhiêu là cái cổng dịch chuyển à? Ây da. Ây, nó vẫn đau nhờ, nó vẫn đau nhờ. U mà nó đông ấy, hay là anh mình chơi 10 con Rai không? Tại vì tôi cũng sợ là chút nữa late game là anh em bắt hết Rai về cả Hammer ấy. Là anh mình kiểu không có một con nào chơi, không lên được 3. Người chạy thì rất là buồn đó. Buồn lắm. Một cái dây ke đây. Lại Rai ạ. Úi dồi ôi. Đúng lúc mà mình đang cần luôn. Xin mời. Cái này giao điện không? Hay bàn tay đi. Đã có hiệu ứng cào xé rồi thì bây giờ chúng ta cũng chả cần những cái hiệu ứng khác nữa rồi. Hiệu ứng của giao điện. Mà thực sự mình muốn lên con đấy 3 sao hơn á. Rai với cả Hammer hai con này. Ui. Con Rai cầm cái quyền trượng giả kim của mình thì nó lại skill sớm hơn, tại vì nó đang cầm Sojin. Oh man. Thì nó không kiểu hack được tiền đấy. Quay 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 khó nhở. Mình đang đôn với cái tỷ lệ ở level 10. Ui. What the fuck? Biết là xài tiền bây giờ nó sẽ rất là yếu với con Cry nhưng mình phải ôm tướng thôi các bạn ạ. Không ôm là chút nữa là không lên được con nào ba đâu. Bèo vét. À, máy bảo tiền bây giờ thì cũng quên cho vào luôn rồi. Nhưng bây giờ thì mong anh Ryan anh hack cho em nhiều vàng một chút. Đấy anh em thấy không? Ít vàng nên là được ít cổng dịch chuyển. Mà cũng may là mình có kiểu là hiệu triệu nhân đấy. Skill nó cũng nhanh. Ok. Skill nó cũng nhanh ấy. Thấy già. Được rằng là top 1 100 máu không? Nếu như mà để chơi một cái game mà không thực hiện thử thách nhá. Mình thích tiền và giữ Rai như thế này thì chắc chắn là top 1 rồi anh em ạ. Nhưng mà đang thực hiện những cái thử thách của các bạn bình luận ở trên kênh YouTube cho nên là phải hy sinh. Có thể mình sẽ bị mất đi cái top 1 100 máu đấy. Mà ai đồ level 10 sướng thế nhở? Khu đồ hàng hàng chợ pha ke này nó lại là đỉnh ấy. Nãy giờ mình roll phát nào phát đấy nó cũng kiểu ra ba con một ba Aatrox, bây giờ thì ba Ahri gì nữa. Ui giời ơi mạnh quá rồi. 19 7 hư không mà đang tìm Belvet nè. Nhưng mà khó rồi. Amphi hai cùng nào vẫn có thể tồn tại được
Trong khi đấy thì bố sói đã phải tận dụng cuộc chơi vì vị trí top 6 mà thôi. Ahri và Heimerdinger à? Heimer. Heimer. Đừng ai lấy mà. Đã bị một người chơi lấy rồi. Vậy thì cũng chả còn, anh em mình chả còn 5 tiền gì nữa. Can trường hôm nay bắt Ari và Dry à? Má ảo nhờ. Bắt đầu phải chơi những cái pha mà cú liều thôi anh em ơi. Trời ơi. Đây. Chỉ cần là 2 triệu nhân thôi là đủ rồi. Má mấy nhà này đang mạnh dần lên rồi. Nhà này khả năng cao là mình thua rồi này. Hy sinh tạo siêu phẩm cho các bạn xem nha. Mong là lên được một trong hai con đấy. Right. Ui vẫn thắng à? Vẫn win. Ui rồi. Why nó ảo đam vãi. Thôi xong rồi phải nhường thôi. Phải nhường thôi anh em ơi. Đến cái nước này thì Sezuba. Wow. Really? Sezuba là căng rồi nha. À, Sezuba rồi. Bản sao à? Anh em sức mạnh của 4 con Rai nào. Úi trời ơi. Kỹ năng kìa. Nhìn vào là tưởng một con nữa lên 3 đấy. Ok, 49 tiền. Sắp phải chơi liều thôi anh em ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ có sự lựa chọn Aatrox, Rai hoặc là Heimerdinger. Nên chắc là mình sẽ ưu tiên Heimerdinger lên hàng đầu. Đeo vest 2 làm gì đây? What the fuck, level 10 á? Level 10 mà mình roll như này á? Hay nè. Roll đỉnh chưa? 40 tiền rồi mà không ra một con nào. Được. Game vui. Trời ơi, nghĩ mà nó cay thực sự luôn à. Aatrox. Thêm mơ. Má. Thôi. Bán cái này đi thôi. Và thế là hết. Trong một chiều buồn anh nói với em. Ma niệm rồi. Mình nghịch dại cho cái gì nữa. Với cả là cái đội hình của mình chưa chắc là ăn được Sezuba hồi nãy. Thôi thì đã liều rồi còn liều cho chót đi anh em ơi. Mình còn 100 máu thôi mà, anh em còn 3 máu. Nhưng mà có vẻ căng đấy. Máu ở những cái vòng 6 này thì nó lại trừ thốn 18 máu ra đi. Thoải mái, đánh thoải mái. Giờ là không có tiền mua tướng luôn ấy. Chứ ụ súng cái gì. Tập trung anh em ơi. Không có tiền để mua cái ụ súng mà bào vàng, bào vùng đâu. Ba bốn thanh niên đầu to này, đầu đầu to mà chả thấy tiền đâu ấy. Mũ. Má mong đi chợ sẽ có một con. Con này cầm Rai làm gì đây? Người ta bây giờ cầm con gì chịu biết sao rồi. Sezuba nhìn cũng ghê gớm đấy.
Ui, quăng liên tục thì Seju thực sự là quá trâu. Quái vật. 15 máu. 19 à, nó này có vẻ crit luôn à. Bỏ ra để roll tiếp nhá anh em. Mà không ra được con nào luôn. Một trong hai. Lựa chọn đi. Đừng để em phải chờ lâu mấy anh ơi. Hoặc đi chợ đi. Mà sao bất lực rồi. Mà nhưng mà ý tưởng là Hammer mà nhờ. Bắt buộc phải Hammer à. Để xem nào. Sẽ phải là còn có thêm những cũ liều lĩnh hơn anh em ơi. Ôi ông giời ơi, ơi ông giời ơi, ơi ông giời ơi, ơi ông giời ơi. Ông này TH 40 số. Seju 3. Châu ác. Anh mình chậu đấm hơi nhiều đấy. Bắt đầu bực bội trong cái con người rồi đấy. Ừ. À. Đừng tưởng là tôi không có lấy nha. Không lấy sao được. Và một con cuối cùng nào. À. Nice. Được chưa anh em của tôi ơi. Được chưa anh em của tôi ơi. Giờ thì mấy con TH bức xác ở đây. X2 Hammer, một thằng bố, một thằng con. Nhà này như cũng bán TH rồi. Ủa, súng tối tân có 4.000 dam chứ mấy mà. Súng đơn giản đấy mà. Ui, series 3 luôn không? Khó rồi, trận này mai chơi tiếp thôi. Ân huệ cuối cùng ấy. Thế cái ân huệ cuối cùng của mình dành cho bạn này là thưởng thức con Hammer 3. Được chưa? Chắc chưa? Seju hút luôn đi. Khó. Khả năng là trận đấu chúng ta cũng sẽ kết thúc luôn tại đây rồi anh em ơi. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video của mình. Đừng quên là dập nát cái nút like để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye.